chỉ con vật. Nhắc lại. Em thương con chim sâu là và em thương con chim sâu là từ chỉ con vật ạ. Đúng rồi, con chim sâu là từ chỉ con vật. Vậy thì em nối với cụm từ nào ở cột B? Em thương cô là ngoài chim là con bốn ạ. Là ý bốn, đọc lại cả câu lên cho cô. Em thương cô là con bốn. Chim sâu là... Đọc cả câu là từ bắt đầu đây. Em thương cô làm đỏ. Chim sâu là ngoài chim có ích ạ. Đúng rồi. Vậy là các bạn đã nối được ba từ, từ cuối cùng là từ cam. Cô mời một bạn cho cô biết cam là từ chỉ gì. Cô mời Gia Linh nào. Em thưa cô, từ chỉ cam là từ từ chỉ cây ạ. À, cam ở đây là một loài cây đúng không? Em nối cam với cụm từ gì ở cột B? Em thưa cô là em sẽ nối cam mới từ chỉ là cây ăn quả. Em đọc lại cả cho cô. Em thưa cô là cam là cây ăn quả. Đúng rồi. Như vậy là các bạn đã nối được các ý ở cột A với các ý ở cột B để tạo thành một câu. Bây giờ cô mời một bạn đọc lại cho cô các câu mà chúng ta đã nối nào. Cô mời Bảo Long nào. Em đọc con... lại cho cô các câu có nghĩa con đã nối. Em đưa con đọc. Bạn quang